Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bếp Của Mà nha. Mọi người ơi, như mình đã hứa ở clip trước á, là mình sẽ làm một clip mình đính hết ba cái loại thuốc này. Loại A, loại A nè, loại B nè, và loại này loại C nè. Mình đính cho cùng một loại tranh thì để xem nó có khác biệt nhau hay không ha, để mà mình lựa chọn thuốc cho phù hợp. Tại vì có rất là nhiều xưởng á, khi cho thợ nhận tranh thì họ không có cho thợ làm bằng thước chuyên dụng. Tại vì khi mà các bạn làm bằng thước chuyên dụng á, nếu mà lựa chọn thước không phù hợp, nó sẽ gây ra lỗi là hở chân nè, lệch hàng, đặc biệt là các bạn không khéo nó bị rách tranh á, tại do cái thước này nó bén nè. Cái chỗ này á, mọi người thấy á, khi mà mình làm xong á, là mình lúc nào cũng có cái này nè, mình đậy nó lại, chứ mình không có để như vậy thì bụi nó bám vô tranh. Mình thấy rất là nhiều bạn á, làm tranh xong á, bụi bám vô tranh rất là dơ luôn. Đoạn này là mình dùng loại A rồi nha. Đoạn này là mình sử dụng cái thước A nè. Các bạn thấy nó rất là đều đúng không? Đây, mình zoom cho mọi người xem. Đây nè, không hề bị lỗi hở chân nha. Nè, cực kỳ thẳng hàng luôn. Yêu cầu 90% là đạt. Bây giờ mình sẽ sử dụng loại B. Loại này là loại A mình đính rồi ha. Mình tiếp tục mình đính loại B cho mọi người xem. Loại này là loại B nè. Loại B 240 lỗ. Mình đính tiếp tục ở cái đoạn kế bên đây. Kế bên đây là thước B ha. Mình làm tới đâu mình dỡ cái miếng dán kiến ở trên ra. Mình đừng có dỡ hết, nó dễ bị khô keo á. Cái thước loại B nè, bắt đầu mình sẽ đặt. Mình đặt đoạn này cho mọi người xem. Mình nhớ là mình bỏ 3 ô đầu nha. Cái khâu đặt thước này là rất là quan trọng. Nếu mà mọi người đặt nó bị lệch là nó sẽ lệch hết toàn bộ bức tranh mình luôn. Cho nên mình nhớ kỹ tí nha. Mình đặt từ từ thôi, mình đừng có gấp. Mình nhớ canh. Cái đoạn này á, cái đoạn này mình lấy cái thước kẻ nè, mình chim nó phía dưới này, để cái khi mà mình gỡ cái thước lên á, nó không có bị dính vô tranh ha. Mình cầm cái khúc này mình dỡ lên nó dễ hơn. Ký tự K, mình đính ký tự K của mình là số 16. Mình chấm ít keo thôi. Tại mình chấm nhiều quá thì nó sẽ dễ bị dính cái hạt khi mà mình lấy cái hạt đá ra. Keo này mình để ngoài nó hơi bị khô. Sau khi mình làm xong cái ký tự tự A, ký tự K và những ký tự này nè, mình đính xong á, mình sẽ gỡ cái thước ra rồi mình cho mọi người so sánh ha. Tại vì nếu mà mình vừa đính mình vừa để quay clip như vậy á, thì cái clip mình nó rất là dài. Bây giờ mình sẽ đính hết đoạn này là một ký tự thôi, để cho mọi người dễ so sánh. Theo như những gì nãy giờ mình làm á, là cái cây thước loại B này nè, nó bị nhỏ. Mình để cái hạt nó không có khớp xuống á, nó không có áp xuống với tranh nè. Nó không có lọt xuống được cái lỗ của cái thước. Tại vì cái hạt này nó to nè, mình để nó không xuống nè. Một số chỗ thì xuống, một số chỗ nó không xuống, nó nằm ở trên nè, nó không nghe cái cạch. Giống như vậy. Mình đính hết toàn bộ là một cái hạt nha mọi người. Mình không có thay thì mình làm như vậy cho nhanh. Tranh này mình mua size nhỏ về để mình hướng dẫn mọi người thôi. Mọi người nhớ xem clip á, mọi người nghe.
mình nói trong clip á, để mọi người nói ủa sao mình đính sao có một ký tự. Mình đính xong đoạn này là kích thước loại B rồi nè. Mình sẽ gỡ ra cho mọi người so sánh xem ha. Cái cây thước B này nè, cái cây thước C á, nó bị mỏng so với cái loại A mình mua. Nó mỏng quá, nó dễ gãy á. Nếu mà mọi người làm mạnh tay quá nó sẽ gãy á nha. Xong, mình để cho mọi người xem nè. Nó bị lọt tùm lum nè mọi người. Mình để theo hướng dẫn ha. Cái loại này á, loại B này đính á, là nó bị hở. Nó kiểu như nó không có kích gì, nó bị cong á. Nè. Đây nè. Chắc mọi người nhìn không ra lỗi đâu. Khi mà mình đính xong á, nó bị hơi lệch. Nó hơi lệch nhẹ, kiểu như là lệch bên đây nè. Nó lệch qua, xong rồi lệch lại, xong rồi lệch vậy. Đây, đây. Như thế này là chưa có đạt yêu cầu ha. Nếu mà mình làm bằng cái loại B này mà mình làm hết tranh á, thì là sẽ không đạt. Không đạt là do lỗi nó bị cong. Nè mọi người nhìn thấy nó cong không? Đây, hàng này cong nha. Đấy. Tuy là nó không có bị hở nhưng mà nó lại là bị lỗi, là lỗi lệch cong hàng này đó. Cong này mọi người nhìn rõ, mình để y nè, cong theo hướng như vậy, cong đó. Còn loại A mình đính nó rất là thẳng luôn. Đây mọi người thấy nó có sự khác biệt nha ha. Nhưng mà nếu mà mọi người mới á, nhìn không có ra đâu. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đến loại C. Loại C này là 323 lỗ. Còn loại C là nó nhỏ cho nên mình đến được bao nhiêu đây thôi. Mình tiếp tục mình đặt như thế nào cho mọi người dễ. Mình đặt kế bên đây luôn cho mọi người phân biệt ha. Cái này là mình đang đặt thước theo chiều dọc của tranh để cho mọi người có thể dễ quan sát. Tất cả ba loại thước là mình đặt theo chiều dọc hết, nhưng mà khi mà mình đặt á, mình xoay ngang như vậy nè, mình xoay ngang lại cái thước, lại bức tranh thôi. Mình để cũng bỏ ra 1, 2, 3 ô nha. 3 ô đầu tiên mình bỏ ra. Mình cũng đính một loại hạt, mình lựa hạt mình sáng sáng á, mình đính cho mọi người thấy, mình đính cùng một loại thôi, một màu thôi. Mình đính màu trắng đi, màu trắng dễ mọi người dễ nhìn hơn. Mình đính mấy màu kia nó chói lắm, nó tối lắm. Mình đến tất cả ký tự cùng một màu nha cả nhà. Cái này là mình quay cho cả nhà so sánh thôi. Cái keo của mình nó hết dính rồi nè. Thì mình để lâu nó bị khô. Mình đính xong cây thước loại C rồi nè. Đính tới đây ha. Đè nó xuống rồi mình dỡ cái thước ra.
thước này cái lỗ nó hơi không có vừa cái hạt nè, hạt này to, hạt này to quá, mình phải lấy cái bút mình nhấn nó xuống. Nè, lấy nó xuống vậy ha. Nhưng mà từ từ thôi, nhiều bạn làm nó không có lọt xuống, mình kéo nó ra cái nó bị đi luôn cái hạt luôn nó. Hay vậy. Nó cũng hơi khó. Còn nhiều bạn làm sao mà kéo ra nó mạnh quá cái nó bị gãy cái thước này nó hơi mỏng. Nè. Cái loại C này mình thấy nó hơi nhỏ. Mình đính cái hạt nó không có lọt xuống dưới được nè. Nó không có lọt cái hạt này xuống được luôn á. Hết xong rồi. Cộng thuốc luôn. Cái này mình lăn. Bây giờ mình bắt đầu mình so sánh ha. Mình để yên cho mọi người so sánh ha. Căn bản thì nó cũng không có khác nhau lắm. Nếu như mọi người không biết cách nhìn lỗi tranh á. Đây là B nha. Đây là C. Và cái A thì nó nằm ở dưới đây. Cái A hôm bữa mình đính nó nhiều hơn cái hai cái kia. Đó. Nhìn khi mà nhìn như vậy nè thì cảm thấy nó đều, nó không có bị lệch một chút xíu nào đâu. Hàng dọc cũng vậy nè. Mình đang nói là C nha, khó sai quá tại vì mình dựng cái điện thoại. Nè, nhìn sơ thì đều đúng không? Nhưng mà nhìn kỹ thì nó không có đều một chút xíu nào đâu ha. Mình bật đèn cho mọi người xem. Mọi người thấy rõ nè, mình để yên nha, thấy rõ nha. Cong đây. Cong nè. Đoạn này cong nữa nè. Hở chân nè. Hở chân cả đoạn này luôn. Là do cái thước mình lựa nó không đúng cái tranh á. Mình đính nó rất là nhiều lỗi. Còn bên đây là loại B nè. Loại B nó bị lệch á, bị lệch kiểu dẫn sóng nha. Mọi người không có kinh nghiệm á, nhìn nó không có ra đâu. Không có ra. Còn đằng này nè. Loại C á thì nó vừa hở chân nè, mà nó vừa bị lệch nữa, nó không có phù hợp với cái loại tranh này. Còn đây là loại A. Loại A mọi người nhìn thấy rất là hoàn hảo á. Mấy cái chấm đen này là bụi chứ không phải hở chân đâu. Nè. Cực kỳ thẳng, không lệch và không hở. Chỉ có loại C á, loại C thì nó hở chân. Cho nên á, một số bạn có nói với mình á, một số bạn nói với mình á là các bạn cũng làm mà bằng thước chuyên dụng, nhưng mà xưởng nói là không đạt yêu cầu. Không đạt yêu cầu là đúng, là do mọi người, thứ nhất là mọi người không tỉ mỉ, thứ hai là mọi người lựa chọn thước không phù hợp, nó sẽ bị lỗi này, hở chân nè và lệch nè. Cho nên á, cái này là do mình đính ít thôi. Nếu mà mình đính nhiều á thì lỗi nó sẽ nhìn nó rõ hơn ha. Cái còn cái phần mà mình lựa chọn thước A, B, C nào, cho size tranh nào và cho cái loại tranh nào thì mình có một cái clip á, mình đã chỉ rồi ha. Mọi người tìm xem cái clip review thước đính đá chuyên dụng ABC này. Rồi mọi người tìm mình đính cái tranh mình cho nó phù hợp để nó không bị lỗi nha. Nhớ cho mình một like, một share và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Nhớ bật chuông nữa. Bật chuông và mọi người nhớ để lại cái bình luận á. Mọi người muốn mình làm cái clip gì á thì mọi người để lại bình luận ở dưới ha. Mình có thời gian thì mình sẽ làm cái clip đó cho các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều nha.